Rạng sáng 9 tháng 7 xảy ra vụ va chạm giữa ô tô và xe container trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, lực lượng chức năng đóng cao tốc tại nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ Thành phố Thủ Đức và Phú Hữu trên đường võ Chí Công Thành phố Thủ Đức khiến xe cộ kẹt cứng. Theo ghi nhận, đường võ Chí Công đoạn gần vòng xoay Phú Hữu kẹt xe kéo dài nhiều km hướng vào cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu nhiều người có nhu cầu đi cao tốc về đồng nai vũng tàu nhưng không đi được nhiều người chờ quá lâu nên quyết định xuống xe đi bộ về phía trước bắt xe khác đi Tuy nhiên, hàng ngàn xe chuông bánh nhiều giờ, không có xe nào di chuyển nhanh được. Đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, lúc 4 giờ 10 phút rạng sáng cùng ngày, ô tô do nam tài xế cầm lái chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến km 13, địa bàn thành phố Thủ Đức thì lạc tay lái tông vào con lương. Sau đó ô tô va vào xe container chạy bên cạnh. Vụ tai nạn khiến ô tô biến dạng, bể nát nhiều phần, lật ngang, nằm chắn hết một làn cao tốc vụ tai nạn không thiệt hại về người nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế buồn ngủ nên lạc tay lái